Với game thủ Việt yêu thích dòng game MMORPG, nhà phát hành VTC Mobile xin trân trọng giới thiệu siêu phẩm nhập vai đa phái thế hệ mới cực hot, Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh, mở bát cho năm 2023. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét, xoay chuyển mượt mà, cùng với lối chơi thế giới mở với số lượng last đồ sộ đã khiến Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh trở nên nổi bật. Sở hữu nội dung đồ sộ không chỉ ở khối lượng last mà còn ở các hoạt động PV hăng máu cực sôi nổi. Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh sở hữu hệ thống gameplay vô cùng đa dạng và phong phú, giúp người chơi có được những trải nghiệm đặc sắc mới mẻ không hề bị gò bó. Và những anh em đã quá quen với những tựa game nhập vai kiếm hiệp, thì game Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh hứa hẹn sẽ thay đổi được lối định kiến ấy khi đem tới một hành trình dài hơi nhờ cái gameplay đồ sộ và quan trọng là được update liên tục. Hệ thống 8 last, thiếu lâm, đào hoa, toàn chân, ngũ độc, minh giáo, cổ mộ, xung tiêu, đại thánh, vô cùng đa dạng và hấp dẫn, là một điểm sáng giữ chân được các game thủ đam mê dòng game kiếm hiệp võ lâm. Ban hội tinh anh Lee Server, chiến trường Pika rực lửa. Hệ thống ban hội sở hữu nội tại mạnh mẽ, hấp dẫn khi chuỗi các giải đấu Lee Server kịch tính được tổ chức thường xuyên, tạo ra cơ hội để người chơi show up kỹ năng, lực chiến của bản thân. Ngoài ra, các thành viên sẽ có thể đại diện cho ban hội của mình tham gia tranh tài, xưng bá thiên hạ và mang về chức minh chủ võ lâm lưu danh sử sách. Bên cạnh đó, các đại hiệp còn được tham gia trải nghiệm các đấu trường PvP vô cùng đa dạng trong giang hồ để thỏa sức Pika. Trong quá trình miệt mài săn boss, ngoài đồ rớt ngập tràn thì các đại hiệp còn có một cơ hội săn trứng. Một boss ngẫu nhiên nổi ra từ trứng giúp bức lực chiến cực mạnh, thu thập càng nhiều trứng lực chiến càng tăng cao hơn. Hơn thế nữa, chỉ có tại Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh, chiến sủng phân thân, bức tỷ lực chiến, cây cuốc đa cấp VIP 4, các đại hiệp sẽ nhận item bóp chiến sủng phân thân thành 2, lực chiến tăng gấp bội. Chiến sủng còn hỗ trợ các đại hiệp cực hiệu quả trên chặng đường săn boss tại gian nan. Một trong những tính năng khi tạo nên điểm nhấn cho siêu phẩm Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh là cày chay lên map VIP 25 và bán đồ cho nhà phát hành. VIP in-game được tăng cấp khi các đại hiệp đã hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu. Các nhiệm vụ không giới hạn, bất cứ đại hiệp nào cũng có thể tiếp cận được mà không cần nạp. Chăm chỉ cày cuốc nhiệm vụ trong vòng 21 ngày, nhà phát hành cam kết các đại hiệp sẽ sở hữu map VIP 25 tại game test độ uy tín ngay. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong dòng game MMORPG xuất hiện hệ thống thu mua trang bị trong chợ khi các đại hiệp thu thập vũ khí. Trang bị có thể chọn bán lại cho nhà phát hành thu về kim cương riêu, cực xịn cực chất với giá sàn tối thiểu là 5.000 kim cương trên một trang bị. Trang bị bậc càng cao, kim cương thu về càng nhiều, tính năng cực xịn mới xuất hiện tại Giang Hồ Bát Phái Phân Tranh. Có rất nhiều điều hấp dẫn thú vị của game mà chưa thể nào bật mí hết. We'll be right back.